Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay nhà đất Hóc Môn Giá Tốt sẽ giới thiệu với quý vị một lô đất ở xã Xuân Tây Đông, huyện Hóc Môn. Lô đất của mình thì rất thích hợp để xây biệt thự, nhà xưởng. Thưa quý vị, là đây là xung quanh cái lô đất của mình quý vị nhé. Đấy, quý vị nhìn xem là có nhà xưởng này, nhà dân thì được xây từ gần kín hết rồi thưa quý vị. Ok, đây là đường vào lô đất của mình quý vị nhé. Đường mình là đường đất nhưng mà hai xe tải tránh nhau được thưa quý vị. Đường này thì trông ra trạm y tế xã Xuân Tây Đông thưa quý vị. Ok, bên tay trái màn hình của mình là lô đất của mình quý vị nha. Đây, bên tay trái mình đây thưa quý vị, đây lô đất của mình đây thưa quý vị. Lô đất của mình thì có chiều ngang là 8, chiều dài là 20. Lô đất này với cái chiều ngang và chiều dài rất thích hợp để xây biệt thự mini, xây nhà xưởng thưa quý vị. Diện tích trên sổ của lô đất này là 160m² quý vị nhé. Cái giá của lô đất của mình là có giá là 4 tỷ, có thương lượng thưa quý vị. Nếu quý vị có cái nhu cầu mua cái lô đất này đấy thì quý vị có thể liên lạc với Tuấn Hòa theo số điện thoại 0908214842 để Tuấn Hòa dẫn quý vị đi tham quan lô đất. Còn lô đất của mình thì có một cái vị trí cũng rất chi là đắc địa thưa quý vị. Vị trí của mình thì từ đây ra chợ chữ S thì cũng khoảng gần cây số thưa quý vị. Ra trạm y tế Xuân Tây Đông thì chỉ khoảng 100m. Đấy, đường và lô đất của mình quý vị nhé. Đường của mình là đường thông quý vị nhé. Đường thông phía bên phía bên đây, trái của mình đấy thì là hướng thông ra đường Xuân Thới 13 thưa quý vị. Đây là hướng thông ra trạm y tế xã Xuân Tây Đông. Quý vị nhìn lại cái quang cảnh xung quanh lô đất của mình này. Ok, xin chân thành cảm ơn quý vị. Nếu quý vị có cái nhu cầu mua lô đất này thì quý vị hãy liên lạc với Tuấn Hòa theo số điện thoại 0908214842 để Tuấn Hòa dẫn quý vị đi xem lô đất. Xin cảm ơn quý vị.